Chào buổi sáng tất cả các bạn, mình sẽ đến nhanh những thông tin tình hình sáng ngày hôm nay, ngày 19 tháng 8. Thì Bến Tre xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm phòng chống dịch Covid-19. Thì cũng trong ngày hôm qua, theo báo cáo của Công an tỉnh, ngày 18 tháng 8, lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 119 trường hợp vi phạm phòng chống dịch Covid-19 với số tiền là 396 triệu đồng. So với ngày hôm trước thì số vi phạm đã giảm 30 trường hợp, 119 trên 149. Trong đó, lỗi ra đường không có lý do chính đáng là 102 trường hợp, tụ tập đông người là 12 trường hợp, không đeo khẩu trang là 5 trường hợp. Trong ngày, buộc quay đầu xe 20 phương tiện vào địa bàn tỉnh không có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính, tiến hành kiểm tra 2.550 lượt phương tiện, đo thân nhiệt 2.667 trường hợp, khai báo y tế cho 259 trường hợp. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã nhắc nhở 274 lượt người dân, 24 cơ sở kinh doanh, lập biên bản 191 trường hợp vi phạm phòng chống dịch COVID-19. Và thông tin cuối cùng cho bản tin sáng ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre sáng ngày hôm nay, ngày 19 tháng 8. Thì theo đó, Bến Tre từ 6 giờ chiều ngày hôm qua đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 19 tháng 8, Bến Tre ghi nhận thêm 20 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 1.448 ca. Hiện tại tỉnh vẫn ghi nhận là 32 ca tử vong, trong đó 800 ca đã ra viện. Thì số ca dương tính ghi nhận bao gồm là liên quan đến công ty ổ dịch khu công nghiệp An Hiệp là 17 ca, thị trấn Ba Tri là 1 ca, Dòng Trơm là 1 ca tại xã Tân Lợi Thạnh, Mỏ Cày Bắc là 1 ca tại xã Nhuận Phú Tân. Thì 2 ca mắc mới sáng ngày hôm nay đều được ghi nhận trong khu cách ly và phong tỏa. Thì mình cũng sẽ đến nhanh với 2 ca tử vong. Thì bệnh nhân đầu tiên, bệnh nhân tử vong số 31, có mã số bệnh nhân là 161855, sinh năm 1973, ở xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tử vong trên nền bệnh đái tháo đường và thực quản. Bệnh nhân thứ hai là 120754, sinh năm 1966, ở xã Tân Phú, huyện Châu Thành, có bệnh nền là tăng huyết áp. Mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin sáng ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.